Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách muối cà pháo trắng giòn ngon nhé và không bị váng nước. Thì để chuẩn bị cho món này, các bạn chuẩn bị cho mình nửa kg cà pháo này, một ít giềng này, tỏi này, củ này và độ vài quả ớt các bạn nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ đi sơ chế cà pháo cho mình. Thì các bạn chuẩn bị cho mình 1 triệu lon nước này, mình cho ít muối vào để mình ngâm cà ấy, cho cà nó trắng các bạn nhé. Các bạn thái cà cho mình. Cái phần cuống này các bạn là bỏ đi cho mình nhé. Và nên chọn cà thì các bạn chọn cà lon nhé. Các bạn có thể khi ra năm bốn này thì cà mình sẽ nhanh được ăn, chỉ một ngày là chúng ta có thể ăn được rồi. Phần đít này thì các bạn có thể dùng phần đầu mũi dao này, các bạn cạo đi cho mình, nhưng mà nó ít thì thôi nhé. Của năm bốn như này các bạn, nhưng đừng tách vỏ cà ra. Đây, của cà là lon đấy các bạn nhé, bên trong nó không có hạt thì mình ăn nó sẽ ngon hơn là các bạn mua cà già ấy, bên trong nó có hạt đấy thì ăn nó sẽ cứng nhé. Các bạn xong thì các bạn ngâm cho mình trong nước muối này tầm 5 phút nhé. Sau đó thì mình sẽ vớt ra, mình rửa sạch để dốc nước thì mình đem đi muối. Và trong lúc chờ đợi cà thì chúng ta sẽ đi thái cái phần giềng, ớt và tỏi nhé. Thì giềng thì các bạn thái mỏng ra cho mình. Có một chút giềng như thế này các bạn ạ. Thì khi mình muối cà nó sẽ trắng và ngon. Có chút giềng này thì các bạn muối cà nó sẽ trắng, giòn và ngon nhé. Và có mùi thơm của giềng. Chúng ta ăn cà rất là ngon mà không có mùi của ngãi của cà nữa. Nên các bạn chỉ cần một miếng giềng nhỏ như thế này thôi. Đây, ớt thì các bạn rửa sạch và mình có thể bẻ ra nhé. Mà cái cuống thôi, còn đâu mình để cả quả. Cho nó có độ cay vừa phải. Khi chúng ta ngâm ấy, như ông xã nhà mình có thể ăn cả quả ớt này luôn nhé. Thì nó sẽ giảm bớt cái độ cay rồi. Và cà thì nó bị cay vừa phải thì để các con vẫn ăn được. Tỏi thì mình sẽ đập dập bớt ra, chứ mình không để cả củ thế này, hoặc các bạn có thể thái nhé. Mình đập đập vừa phải thôi. Để cho cái nước tỏi nó ra thì cà của mình nó sẽ có thơm mùi tỏi. Đây, cà các bạn rửa sạch và mình để cho nó ráo nước các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ pha nước để muối cà. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô nhé. Mình sẽ cho đường vào, muối, đường. Các bạn có thể cho giấm hoặc mình lên men từ đường cũng được. Thì mình cho nhiều đường một chút. Mình cho 1,5 thìa đường các bạn nhé. Thì mình không cần phải cho giấm nữa. Và muối. Các bạn cho mình 1 thìa muối. Rồi, mình sẽ cho nước vào để hòa tan. Mình cho lượng nước để vừa ngập cà các bạn nhé. Mình cho nước lọc, sau đó thì mình sẽ cho nước sôi để cho ấm tay các bạn ạ. Thêm một chút không có mình sẽ không ngập được cả. Các bạn hòa tan hỗn hợp này cho mình nhé. Đây các bạn, bây giờ mình cho nước sôi vào để cho ấm tay các bạn nhé. Mình hòa tan hỗn hợp nước sôi, muối, đường
Và các bạn chuẩn bị cho mình một cái lọ thủy tinh sạch nhé. Đấy. Mình sẽ cho phần cà vào các bạn ạ. Và cho tan hỗn hợp muối đường đi. Và mình để nắng nước, sau đó thì mình sẽ chắt bỏ phần cặn lại. Các bạn xếp cà xuống dưới cho mình. Chúng ta muối bằng lọ thủy tinh hoặc là lọ sành sứ là tốt nhất các bạn nhé. Phần cùng mà không có thì các bạn mới phải dùng bằng lọ nhựa. Sau đó mình sẽ cho phần tỏi này. Có tỏi nó sẽ thơm các bạn ạ. Ớt này, có một chút cay này. Và giềng này, thơm mùi giềng làm cho cà trắng này. Độ đều ra. Mời các bạn đổ hỗn hợp nước cho mình nhé. Và hỗn hợp nước này thì các bạn nhớ là bỏ phần cặn lại. Phần cặn là có muối, muối bẩn ấy, cát ấy, họ phơi ở cát ấy. Mình cho ngập nước. Rồi, phần cặn này các bạn bỏ đi cho mình nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái túi ni lông nước này. Mình chèn dưới này để cho cà nó ngập. Mình hơi bé, mình phải làm thế nào để cho, hoặc là mình phải cho hai túi rồi. Đây, cái túi này bé quá. Miệng cà này, miệng này nó rộng. Và mình sẽ cho hai túi các bạn nhé. Đây, các bạn buộc túi ni lông như này cho mình nhé. Để mình cho nước vào thì khi cà nó không nổi lên ấy, thì chúng ta sẽ không bị thâm. Vì hôm nay mình hết mất túi to nên là mình phải cho thành hai túi này, không có một túi to là chỉ cần một túi là được. Đấy, các bạn cho phần cà ngập nước nhé, không bị hở, nếu mà hở là sẽ bị thâm các bạn ạ. Và mình để một ngày là có thể dùng được món này rồi. Bình nước này phải nguội các bạn nhé, vì vừa nãy mình cho ấm tay thì sau đó thì các bạn sẽ đậy kín lại cho mình. Sau một ngày mình sẽ mở ra là mình có thể dùng được món cà này nhé. Được một ngày nhé, và bây giờ mình sẽ lấy ra để dùng bữa nhé. Các bạn gấp bỏ cái phần túi nước ra ngoài cho mình. Đấy. Khi mình chèn cái túi nước thì cà nó không bị hở, thì nó sẽ trắng, nó không bị thâm các bạn ạ. Và nước cà đấy các bạn nhìn thấy chưa, rất là trong đấy, chứ không bị đục. Khi có một chút giềng, đấy, giềng, tỏi và ớt nó sẽ làm cho cà sẽ ngon hơn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ gắp ra đĩa để dùng bữa. Đây các bạn, mình đã được một đĩa cà đấy, như thế này các bạn nhé. Và mình lấy ra khi ăn, mình trang trí những quả ớt này thì nhìn nó sẽ bắt mắt hơn rất nhiều. Và nhìn nó lại ngon. Và ớt chúng ta cũng có thể ăn được khi muối như thế này, là ớt nó sẽ giảm độ cay rồi, độ hăng rồi. Nhất là những người ăn được ớt hoặc là những miếng giềng chúng ta cũng có thể ăn được các bạn nhé. Một đĩa cà rất đơn giản và ngon. Nguyên liệu của mình thì chỉ gồm có 500g cà các bạn ạ. Các bạn muối cho mình với một củ tỏi, một miếng giềng và độ 5-7 quả ớt các bạn ạ. Với đường thì các bạn cho mình 1,5 thìa đường và 1 thìa muối, khoảng độ 700ml nước là các bạn có thể pha được nước muối cà như thế này rồi. Với cà này thì mình ăn rất giòn và ngon nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Ẩm thực miền quê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Khi mình trên mâm cơm có một đĩa cà như thế này thì ông xã nhà mình mê luôn. Rất thích ăn cà này, và cà này thì nó lại giòn hơn là cà xanh các bạn ạ.